Phật tử đại Bồ Tát có 10 trí huệ quán sát, những gì là 10, đó là trí huệ quán sát khéo léo phân biệt nói tất cả pháp Trí huệ quán sát biết rõ tất cả căn lành ba đời, trí huệ quán sát biết rõ tất cả các Bồ Tát hạnh tự tại biến hóa, trí huệ quán sát biết rõ tất cả các môn pháp nghĩa, trí huệ quán sát biết rõ tất cả chư Phật oai lực, trí huệ quán sát biết rõ tất cả môn Đà La ni, trí huệ quán sát đối với tất cả thế giới khắp nói chánh pháp, trí huệ quán sát vào tất cả pháp giới, trí huệ quán sát biết tất cả mười phương không thể nghĩ bàn trí huệ quán sát biết tất cả phật pháp trí huệ quang minh không có chướng ngại đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ quán sát vô thượng của như lai Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nói Pháp, những gì là 10? Đó là nói tất cả Pháp đều từ duyên khởi, nói tất cả Pháp thảy đều như huyễn, nói tất cả Pháp không chống trái, nói tất cả Pháp không có bờ mé, nói tất cả Pháp không chỗ y chỉ, nói tất cả Pháp giống như kim cang, nói tất cả Pháp thảy đều như như, nói tất cả Pháp thảy đều tịch tĩnh, nói tất cả pháp thảy đều thoát khỏi nói tất cả pháp đều trụ một nghĩa bồn tánh thành tựu đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ khéo léo nói tất cả pháp phật tử đại bồ tát có mười pháp thanh tịnh những gì là mười đó là thâm tâm thanh tịnh dứt nghi thanh tịnh lìa thấy thanh tịnh cảnh giới thanh tịnh cầu nhất thiết trí thanh tịnh, biện tài thanh tịnh, vô úy thanh tịnh, trụ nơi trí thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, thọ tất cả luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, đầy đủ thành tựu vô thượng Bồ đề, 32 tướng trăm phước pháp trắng tịnh, tất cả căn lành thanh tịnh, đó là 10 nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được tất cả pháp thanh tịnh vô thượng của Như Lai, Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ ấn, những gì là 10, đó là đại Bồ Tát biết khổ khổ hoại khổ hành khổ, chuyên cầu Phật pháp chẳng sinh giải đãi, hành Bồ Tát hạnh không có mệt mỏi chẳng kinh hãi, chẳng khiếp sợ, chẳng xả bỏ đại nguyện cầu nhất thiết trí kiên cố bất thối, rốt ráo a nậu đa la ta miệu Tam bồ đề, đó là ấn thứ nhất đại bồ tát thấy có chúng sinh ngu si cuồng loạn hoặc dùng lời ác thô lỗ mà hủy nhục hoặc dùng đao gậy ngói đá mà làm tổn hại chọn không vì cảnh giới đó mà xả bỏ tâm bồ tát luôn nhẫn nhục nhu hòa chuyên tu phật pháp trụ đạo tối thắng vào bậc lìa sinh đó là ấn thứ hai